Vâng, khuyến tổ thứ nhất vọc bảo ăn lắm người yêu tiếc, yêu tiếc thân cho thiệt vì thân cuộc vui những ước vô ngần. Nào hay vui vẫn là nhân chắc sầu, kiếp phù thế bấm câu cửa số chất huyện hư giọt lỗ lầm hoa. Đôi mười trẻ chín mười già số phận yêu thọ khó qua vô thường. Dép dưới giường lên giường vội biệt sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mang người hoa hấp kinh thay nghĩ cơn vĩnh biệt tuyển đại mà đau. Xót duyên kiếp vì sao ngăn ngủi chấp thân chia để tuổi cho thân. Gia bao những thịt xương gân xác này dường thế đóng phân sạch gì tóc răng mong khác chia đất bờn. Mỗi giải đàm nên tầm xiết bao bên ngoài rệp đúc mũi đeo bên trong sáng lại lần vào nhớp chưa. Nỗi nóng bức ngày trưa tiếc hà cơn lạnh lùng đêm giá trời đông. Sẽ thân nhớ khổ vô cùng mà dứt lòng tham luyến khơi lòng thoát ly. Trách người thế mê chi lâm nhẹ sanh phong lưu phô vẻ quan. Kẻ khở cũng học đại trang để lòng điên đảo theo đàn sắc thanh đầu sướng sò cài trăm thắt lụa đẩy da hôi ướp xà sông hương. Khéo đòi nhung gấm phô trương chỉ tuồng che lấp vô thường hồi tân. Những mãn tướng ngày sanh muôn tuổi lắm cứ mau ở đeo đuổi yên quan. Ngờ đâu tai điếc mắt lòa diêm vương
sắp rước đến cõi u minh. Làng tóc bạc đưa tình quỷ sư, gốc răng long điểm chỉ quy âm. Càng tài càng sắc càng dâm ba, càng thêm đoa lạc càng lầm mà thôi. Cuộc hành lạc một thời thương tiếc nẻo luân hồi, muôn kiếp mà đắng cay đến khi sắp xuống diêm đài. Thịt xương đau nhức chân tay rụng rời, vợ lưu luyến đầy với giọt lệ, con thảm thương kể lệ khóc than. Dù cho quyên thuộc trăm ngàn, có ngày thay thế cho chàng được chăng, kẻ sông ngỡ nặng quằn gánh tuổi, người chết đi dâm rồi phách hồn. Đường âm mờ từ đêm hôm, mà ở trong ra quạnh quê buồn chồn thảm thế. Nay hạ đến lạnh tê gió lốc, quỷ môn sang ghê gốc tiếng thương. Bảy ngày lìa qua cõi dương, âm tia đã trải trăm đường hỏi trang. Tòa quan sự thét là chẳng vì ngục tốt hờm tay chuyển tay xoa. Đại gương nghiệp cánh sáng lòa, soi tường thiên ác trôi qua được nào. Người nhân đức cho vào cửa phước, kẻ hung quang dài trước hình ti. Đó đầy khổ sở siệt chi mới hay, nhân quả mấy khi sai lầm. Rừng đau kiếm bao năm hết tội, kiếp sừng lắm nhiều nỗi đa mang. Trả đền cho dứt nghiệp oan, mới mong thoát khỏi con đàn long đông. Dù ai có to lòng lớn mật, mặt chàng hay bán Phật kinh tăng, chẳng qua đôi trước diêm quân cuối đầu có gối chịu phần sự tra. Hồn phách đã xa chơi âm giới, thi hài còn
có tiền mua lớp áo vàng, không tiền vui chốn núi quan lạnh lòng. Chất da thịt sẽ cùng tan rã, tâm hình hải lần quả tanh hôi. Chỉ trong chày sớm mà thôi, chày năm bảy tháng sớm thời ít hôm. Né kiều diễm chập chờn xuân mầm, kiếp tài hoa hình bóng bạch vân. Khi xưa tài sắc mười phân, mà nay một năm cô phần lạnh tanh. Thời quanh liệt khùng anh đâu ta, cuộc ai ân hư giả còn chi. Phật phơ cành liễu xanh rì, dây tiền treo đo giường ghi mối sầu. Bông chiều rũ xuống màu cỏ biết bia mồ trơ một chiếc vắng không. Nghĩ thôi rơi lệ chánh lòng, mà đợi người đến thế là sống một đời. Vì chẳng biết tìm nơi giải thoát, nương về ngôi chánh giác quy y. Luân hồi hắn dứt có khi, bên trời bát nhã còn chi lo phiền. Lỗi ma quỷ đừng riêng mưu sống, đất từ bi gieo giống qua đàm. Giữ lòng thiện dứt lòng tham, gái trai tăng tục đều kham tu hành. Rõ cảnh mộng chớ quanh đường mộng, biết miền chân kịp chống tu chân. Dần già tinh thiệt so hơn, tuổi xuân qua mất để hờn về sau. Sau chữ Phật cùng nhau gắn niệm, chinh phẩm đài sen chiếm ngôi vinh. Chớ nên mình phụ lấy mình, trách sao diêm lão vô tình chẳng dung. Bỏ điều ác sinh làm theo thiện, chừa lỗi xưa tu tiến đường sau. Lại vì quyên thuộc báo nhau, cùng khuyên già trẻ sớm mau tu trì. Khiêng mỗi kẻ đồng quy bên giác, cho mọi người đều thoát sông mê.
dù trong lao khổ giam đề đài sen đốt mảnh hương thề nguyện xin đa nguyện xin dốc tưởng tin lời thăm giam để cho rồi rành ưu du kiếp đầy chẳng gắn chuyên tu còn nghe kiếp mà khác công phu lợi